Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chuỗi series về cái bài giảng bắt mạch nhị kinh online. Thì cái phần này thì hầu như trên mạng cũng như các sách viết cũng có, nhưng mà để hiểu sâu thì hầu như là rất ít sách viết. Thì hôm nay mình có chia sẻ cho mọi người về các chuỗi, nó gồm có khoảng gần chục cái video bài giảng như này. Thì buổi hôm nay mình chia sẻ về cái tổng quan của bát mạch nhị kinh. Thì cái phần tổng quan này thì chủ yếu của chúng ta là phần chữ rất là nhiều, và mình sẽ giảng qua các phần chữ để nắm bắt được. Sau khi cái bài này thì chúng ta sẽ đi một chuỗi series là 8 cái video kế tiếp, và từng các cái mạch nhị kinh nó gồm có 8 mạch. Đây, chúng ta đi vào từng chi tiết. Thì đầu tiên chúng ta phải bổ nghĩa cái từ bát mạch kỳ kinh. Bát tức là 8, mạch kỳ kinh, kỳ tức là kỳ lạ và mới, tức ý nói là cái 8 mạch này nó sẽ không phụ thuộc vào cái đường kinh chính kinh, và nó là một cái hệ thống riêng. Và trong cái bát mạch kỳ kinh này thì nó có 2 mạch nhâm đốc và 6 mạch còn lại. Thì trong đó 2 mạch nhâm đốc là có trên mạch thì có đường kinh có huyệt, còn lại thì không có huyệt, mượn huyệt ở các đường kinh của chính kinh. Thì nguồn gốc của bát mạch kỳ kinh hay là của kỳ kinh bát mạch thì bắt nguồn từ sách Nội Kinh. Thì trong đó có Linh Khu, Tố Vấn và Lan Kinh, hoặc một số sách gọi là Lạn Kinh, và rõ nhất ở trong Lan Kinh. Trong Lan 27 thì có ghi là mạch có kỳ kinh bát mạch không bị ràng buộc bởi 12 kinh chính. Nói như vậy là làm sao? Đấy, tức là ý nói rằng là nó sẽ không có một cái phụ thuộc vào 12 đường kinh chính này. Nhưng tuy nhiên sau này chúng ta học thì nó cũng có sự ràng buộc. Phàm bát mạch này đều không ràng buộc với các kinh chính, cho nên gọi là kỳ kinh bát mạch. Không phụ thuộc hoặc là không ràng buộc vào 12 đường kinh chính. Thế nên là trong cái hệ thống ngoài đường kinh chính, chúng ta sẽ sử dụng bát mạch kỳ kinh, nó cũng rất là hiệu quả, nó không trực thuộc của hai đường kinh chính này. Tên gọi của cái bát mạch kỳ kinh thì nó thể hiện ở cái lan thứ 27 có ghi. Thứ nhất, nó gồm có mạch dương duy. Thứ hai là mạch âm duy. Thứ ba là mạch dương kiều hay là dương kiều. Thứ 4 là mạch âm kiều. Thứ 6 là mạch xung. Mạch này thì mọi người nghe nhiều hơn. Thứ 7 là mạch đốc. Đốc, mạch nhâm. Tiếp theo là mạch tới. Thì trong cái này thì mọi người chú ý là mạch nhâm và mạch đốc của chúng ta, thì chúng ta học như vừa rồi mình nói là trong bát mạch kỳ kinh này có 2 mạch này là có huyệt trên chính kinh, trên chính mạch của nó, còn lại 6 mạch khác như mạch dương và âm duy, dương và âm kiều, hoặc là mạch xung và mạch tới thì đều mượn huyệt của các đường kinh chính. Tác dụng trong Lan 27 có ghi: thực vậy, các bậc thánh nhân đã xây dựng các cái đồ án và thiết lập các cái đường lạch nước, tức là cái hệ thống kênh ngòi, thì để thông lợi thủy đạo, để nhằm chuẩn bị cho các cái trường hợp bất thường, ví dụ như là trời mưa xuống và làm cho các cái lạch nước này bị tràn ngập, mưa rào vọng hành, thánh nhân không thể lập kịp đồ án,
thì bản chất là khi mà 12 đường kinh chính mà nó bị ngập nguy lan thì chúng ta có một cách, đó chính là cái bát mạch kỳ kinh này để giúp chúng ta hỗ trợ và huy động cơ thể. Đây là lúc mà lạc mạch bị tràn ngập mà các kinh cũng không thể kịp liên lạc. Thế thì lúc này là phát huy được cái lạc mạch thì cũng chúng ta như giống với Tây y, khi các cái đường kinh, khi các cái mạch máu chính bị tắc nghẽn, chúng ta có các mạch ghép, tức là cái mạch song song để trung chuyển đối lưu các dòng nước đi để làm hạn chế nó. Ví dụ cái này ứng dụng trong cái việc ví dụ như là chúng ta điều trị về các cái chứng trịch khớp rất là hay, sưng nề như thế. Nhưng đối với Tây y thì phải giảm đau chống viêm độ khoảng một tuần rồi. Tây y của chúng ta khi chúng ta châm cứu thì sau ngay khi châm, bệnh nhân có cảm giác cải thiện rất là rõ rệt. Tiếp theo là kỳ kinh bát mạch là một số thông lộ đặc thù nhằm điều tiết sự vận hành của khí huyết. Nó không có những quan hệ trực tiếp với ngũ tạng và lục phủ, lại càng không có mối quan hệ tương phối có tính cách biểu lý với nhau. Nhưng về mặt công năng, nó có thể bổ sung khi nào 12 kinh mạch bị bất túc, đặc biệt là đối với bốn mạch nhâm đốc, xung và đới. Thì trong cái chương trình của chúng ta học cái chính quy, hoặc là những cái chương trình sơ cấp như là trung cấp, cao đẳng hoặc sau đại học, hầu như chúng ta chỉ nghiên cứu nhiều đến ví dụ nhâm đốc, đấy, xung và đới. Xung và đới thì những cái này ở bệnh liên quan đến bệnh phụ nữ khoa, phụ khoa chúng ta gặp rất là nhiều. Đặc tính của cái bát mạch kỳ kinh này, thứ nhất là mạch đốc và mạch nhâm có đường vận hành riêng biệt. Đấy, các bạn phải chú ý nhé, là có đường vận hành riêng biệt. Mạch đốc thì ở sau lưng, còn mạch nhâm thì ở ngực, và cùng đều theo một hướng là từ dưới lên trên và giao nhau ở miệng. Đấy, tuy nhiên ví dụ như là mạch đốc này nó cũng có vòng tuần hoàn của nó, và mạch nhâm cũng có vòng tuần hoàn của nó. Thì cái mạch đốc ấy, thì nó lại là tổng của dương, hội của tất cả các đường kinh dương, và đặc biệt là các bạn chú ý là nó có một điểm giao nhau rất đặc biệt, đó chính là huyệt đại trùy. Tất cả các đường kinh dương đều giao hội ở đại trùy để lên đầu. Đấy. Còn mạch nhâm thì nó cũng đều rất là đặc biệt. Các bạn chú ý là trên mạch nhâm của chúng ta thì chứa rất nhiều các cái mộ huyệt và những cái huyệt rất là quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là các huyệt mà lấy vị trí của rốn xuống hoặc lên dưới năm thốn, dưới bằng năm thốn có rất nhiều. Tiếp theo là các mạch khác thì đa số là phải dựa vào các đường kinh vận hành sẵn có của các đường kinh khác và mượn huyệt trên các đường kinh. Chỉ có hai mạch nhâm đốc là có huyệt riêng, các mạch còn lại đều mượn huyệt trên đường kinh mà nó vận hành ngang qua. Mỗi mạch thì đều có tác dụng riêng. Mỗi mạch mà có tác dụng riêng này thì mình xin chia sẻ trên từng phần riêng. Và hai mạch nhâm đốc thường sử dụng nhiều nhất. Và khi các bệnh mà liên quan đến âm dương, tức là không quy được vào 12 đường kinh nữa, hoặc không quy được vào lục phủ ngũ tạng, thì chúng ta quy vào âm dương, thì tượng trưng của âm dương đó chính là nhâm đốc. Mối quan hệ của bát mạch kỳ kinh với chính kinh. Thứ nhất là các cái tài liệu kinh điển thì đều công nhận là kỳ kinh bát mạch có những liên hệ rất độc đáo với hệ kinh mạch. Tuy nhiên, ít thấy được sự liên hệ này với một cách trực tiếp, vì các sách kinh điển đều cho rằng kỳ kinh bát mạch là một hệ thống riêng khác hẳn với 12 đường kinh. Như Lan 27 đã ghi thì phàm bát mạch này đều không ràng buộc bởi các kinh chính, cho nên gọi là kỳ kinh bát mạch. Tuy nhiên, giải rác trong nội kinh hoặc linh khu, hoặc nội kinh tố vấn hoặc lan kinh, có những đoạn nêu lên khá rõ các mối quan hệ này. Thứ nhất là thiên nghịch thuận
phi xấu, ghi ôi xung mạch là biển của ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ đều bẩm thụ khí lơi mạch này. Đấy. Tức là toàn bộ đều bẩm thụ ở mạch xung. Hay là trong Lan 28 có ghi là mạch dương duy và mạch âm duy ràng buộc và liên hệ toàn thân. Nó tràn ngập và không thể chảy quanh và tưới thấm các kinh. Hay là trong Lan 29 có ghi thực vậy, mạch dương duy ràng buộc các kinh dương, còn mạch âm duy thì ràng buộc các kinh âm. Đấy, nó ràng buộc ở đây có thể chúng ta bó, nó bó lại. Trong Lan thứ 28 giải thích về tác dụng của kỳ kinh bát mạch. Đây ví như bậc thánh nhân xây dựng đồ án, thiết lập các đường lạch nước tràn đầy. Nó sẽ chảy vào các ao hồ sâu hơn. Nó khiến cho thánh nhân không thể nào làm cho thông được, ví như mạch của con người bị lớn thịnh, nó sẽ nhập vào bát mạch, không còn chảy quanh được nữa, và 12 kinh cũng không thể làm cho thông khí được. Đây ý nói rằng là khi mà 12 đường kinh chính mà nó đã bị bít tắc rồi thì lúc đấy bắt buộc chúng ta phải sử dụng đến bát mạch kỳ kinh này để thông. Và ứng dụng của cái bát mạch kỳ kinh này điều trị những cái bệnh rất là khó thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng, mà chúng ta cũng sử dụng tương đối là ít huyệt thôi. Nếu xét về góc độ quan hệ thì ta thấy rằng kỳ kinh bát mạch thì liên hệ với ngũ tạng lục phủ qua xung mạch với 12 kinh chính, 6 kinh dương và 6 kinh âm qua dương duy và mạch âm duy. Còn nếu xét về tác dụng thì kỳ kinh bát mạch là chỗ cứu nguy cho 12 đường kinh chính. Cho 12 đường kinh chính, khi khí ở các kinh này quá lớn thịnh, kinh mạch không thông khí được thì các khí này sẽ chảy vào bát mạch kỳ kinh. Như một cái biển chứa nước từ các nơi bị dâng lên để đổ xuống. Tức là nó cứu vãn, đúng không? Thực tế trên lâm sàng cũng thấy có nhiều bệnh, tuy bệnh lý thuộc về kinh lạc, nhưng khi điều chỉnh ở kinh lạc, bệnh chỉ bớt, không hết hẳn, nhưng khi điều trị ở bát mạch kỳ kinh thì bệnh khỏi hoàn toàn. Thí dụ như là có những trường hợp mà sốt kéo dài, không rõ nguyên nhân, thì chúng ta châm huyệt đại trùy. Huyệt đại trùy là tổng của các đường kinh dương, giao của các đường kinh dương, thì lại khỏi, vì đại trùy tuy là thuộc mạch đốc, nhưng lại nơi hội tụ của 6 kinh dương. Đấy, nên là huyệt đại trùy, ngoài các cái chứng sốt kéo dài, trong cái chứng can dương thượng cam, hay vân vân, chúng ta châm tả đại trùy để ngăn, cũng rất là tốt. Hoặc trong các trường hợp cảm nhiệt, đa số châm cứu ra thường dùng huyệt phong trì và giải thích rằng vì phong trì là huyệt giao hội của túc thiếu dương và mạch dương duy. Mạch dương duy chủ về phần dương, phần biểu. Do đó phong trì để giải biểu và lại có hiệu quả tốt trong vấn đề về cảm nhiệt. Từ các dẫn ý trên thì có thể tìm thấy được sự liên hệ giữa kỳ kinh bát mạch và 12 kinh lạc. Và cũng từ đó có thể hình thành sơ bộ cái quan hệ như sau. Như vậy có thể thấy rõ vai trò quan trọng của kỳ kinh bát mạch, đặc biệt là hai mạch nhâm đốc. Như hai trục chính có các huyệt nối kết được với toàn thể kinh mạch và kỳ kinh. Từ đó, chúng ta mới hiểu được tại sao trong các môn luyện khí công, người ta rất chú trọng đến hai mạch nhâm đốc. Trong các cái khí công dưỡng sinh thì mọi người chú trọng rất nhiều đến mạch nhâm đốc. Ví dụ như theo triết học phương Đông, như trong các luyện khí công, đúng không? Hoặc theo các luân xa, tuân theo các mạch nhâm đốc này. Nếu xét
Theo ý của Lan thứ 28, thì đây được ví như bậc thánh nhân xây những đồ án và thiết lập các đường mạch nước để tràn đầy. Nó sẽ chảy vào các ao hồ sâu hơn. Nó sẽ khiến cho thánh nhân không thể làm cho thông được, ví như mạch của con người bị lớn thịnh. Nó sẽ nhập vào bát mạch và không còn chảy quanh nữa được, và 12 kinh cũng không thể làm cho thông khí được. Thế nên đây là một cái câu mà của cổ nhân đã viết ở trong Lan, đã viết trong Lan kinh đã viết, và được lặp đi lặp lại trong bài này. Ý đồ của nó cũng rất là lớn. Thì mạch nhâm và mạch đốc có thể được coi là nguồn điều khiển quân bình khí cho các kinh lạc và cả hệ thống kỳ kinh bát mạch. Ứng dụng của bát mạch kỳ kinh trên lâm sàng, khi ứng dụng bát mạch kỳ kinh để điều trị mạch nhâm và mạch đốc thì thường được sử dụng nhiều hơn. Còn sáu mạch khác như mạch âm duy, dương duy, âm kiều, dương kiều, mạch xung và mạch đới chỉ thấy được dùng phối hợp với giao hội huyệt, gọi là bát mạch giao hội huyệt, và đặc biệt được sử dụng trong linh quy bát pháp. Giữa các mạch cũng có sự liên hệ với nhau qua một số huyệt được gọi là giao hội huyệt, là nơi khí từ mạch này có thể chuyển qua mạch khác. Nếu nắm bắt được các huyệt này, có thể dùng để điều chỉnh sự rối loạn của các mạch liên hệ. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu sau đây phương pháp nối kết kỳ kinh bát mạch với giao hội huyệt và linh quy bát pháp. Sự liên hệ giữa bát mạch kỳ kinh. Thứ nhất là mạch xung và mạch âm duy. Đặc tính: mạch xung thì mượn huyệt của kinh túc thiếu âm thận, còn âm duy thì mượn huyệt của kinh túc thái âm tỳ và quyết âm can. Cả hai mạch này có cùng đặc tính là ở phần âm và vận hành theo kinh âm, nên do vậy châm huyệt châm là xung mạch và âm duy thường hội ở huyệt niêm tuyền. Huyệt niêm tuyền này nằm trên mạch nhâm ở dưới cằm. Thứ hai là mạch đốc có liên hệ với mạch dương kiều. Đặc tính: nhánh lên của đốc theo đường kinh cân bằng quang lên cổ và mặt, nhập vào huyệt tình minh. Mạch dương kiều thì theo vùng dương lên mặt và cũng nhập vào huyệt tình minh. Đốc mạch và dương kiều cùng có đặc tính chung là vận hành theo phần dương và nhập vào kinh bạc quang. Thế thì khi châm huyệt để khai thông hai mạch này thì chúng ta sẽ chọn huyệt tình minh. Ba là đới mạch với dương duy. Đặc tính: mạch đới thì khởi từ kinh túc thiếu âm đởm và vòng quanh bụng. Mạch dương duy thì khởi từ kinh bàng quang và ở phía ngoài. Vì mạch dương duy nối với phần dương của kinh bàng quang, có nghĩa là nó nối với cả mặt ngoài và mặt trong. Do đó, nó phải theo con đường vòng quanh bụng. Mạch đới và mạch dương duy cùng chung một điểm là dựa vào kinh đởm. Huyệt châm của mạch đới và mạch dương duy không có giao hội huyệt, nên chúng ta tập trung điều trị vào kinh đởm. Phần 4 là mạch nhâm và mạch âm kiều. Đặc tính: nhâm mạch thì đóng vai trò kết nối với ba kinh âm, chi phối mặt ngoài phía trước cơ thể. Mạch âm kiều thì chi phối mặt trong phía trước cơ thể. Mạch nhâm và mạch âm kiều thì cùng có đặc điểm là điều hòa khí âm của mặt trước cơ thể. Huyệt châm là nhâm mạch và âm kiều. Phía trên giao hội ở mắt là huyệt tình minh, phía dưới thì hội ở huyệt trung cực. Tình minh thì thuộc kinh bàng quang ở trong véo mắt này, còn trung cực thì ở dưới rốn vốn thôi. Chúng ta đi vào có một bài ca
Bát Pháp Giáo Hội Việt ở trong sách Châm Cứu Đại Thành. Thì cái phần này chúng ta đi theo phần Minh Quy Bát Pháp rất là tốt. Thứ nhất là công tôn sung mạch vị tâm hung, tức là công tôn thì thông với lại mạch sung và chuyên điều trị các cái triệu chứng ở vị và tâm bị đau. Tức là nó phải phần vùng ngực, ngực bụng. Nội quan âm di hạ tổng đồng, tức là nội quan thông với lại mạch âm di. Lâm khấp ở đây là ý nói về túc lâm khấp, đảm kinh liên đới mạch, tức là lâm khấp thì thông với mạch đới. Dương duy mục nhuệ ngoại quan phùng. Dương duy mạch, tức là ý ở đây nói là ngoại quan thì có mối quan hệ với mạch dương duy và cũng liên hệ mắt. Hậu khê đốc mạch lội tí cảnh, tức là hậu khê có liên thông với lại đốc mạch, mà hậu khê thì lại thuộc kinh tiểu trường, nhưng cái châm này nó khai thông đốc mạch rất tốt. Thân mạch dương kiều lạc dược thông, tức là huyệt thân mạch liên lạc với dương kiều. Liệt khuyết nhâm mạch hành phế hệ, tức là liệt khuyết thì thông với lại mạch nhâm, tức là huyệt khai của mạch nhâm. Âm kiều chiếu hải cách hầu lung, tức là huyệt chiếu hải thì có mối liên hệ với âm kiều, và khi châm huyệt này thì nó có tác dụng về hầu họng, lung, ngực cũng có giá trị tốt. Như vậy, khi mạch âm kiều có rối loạn, có thể châm huyệt chiếu hải thuộc kinh thận. Mạch dương kiều rối loạn, có thể châm huyệt thân mạch. Thí dụ trong trường hợp rối loạn giấc ngủ, nếu ban đêm không ngủ được, mắt không nhắm được do mạch âm kiều hư, thì chúng ta bổ huyệt chiếu hải. Nếu ban ngày không ngủ được do mạch âm kiều thực, thì chúng ta tả huyệt thân mạch. Ngoại cảm gây sốt do mạch xương duy bị rối loạn, chúng ta có thể châm tả huyệt ngoại quan. Cổ gáy đau cứng do đốc mạch bị rối loạn, chúng ta có thể châm tả huyệt hậu khê. Đấy là toàn bộ cái kiến thức về tổng quan của bát mạch kỳ kinh mình xin chia sẻ với mọi người. Mong kiến thức này sẽ giúp ích cho mọi người một cái sơ bộ về cái kiến thức tổng quan về bát mạch kỳ kinh. Các bạn nghe video này thấy hữu ích, xin cho một cái like và đăng ký kênh để nhận tiếp theo các video tiếp là về các cái 8 mạch kỳ kinh mình sẽ giảng rất sâu. Mong sự chia sẻ cũng như là góp ý của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.